Em thật với các anh chứ, lô này hàng về nhà em toàn rồi, phải nói là toàn là siêu phẩm bác nhá, toàn những cái sản phẩm mà đời cao mà cực kỳ là chất, nó phải nói là đa công dụng cho một cái sản phẩm đấy luôn. Ở đây trước mặt mọi người đang là một thớt công suất của Bioner, con này thì có mã là R99 mọi người nhá. Em không biết là số như thế nào, em chỉ biết là nếu mà hai số thì dòng này là dòng cao nhất rồi đúng không ạ, 99 không thể nào mà có dòng cao hơn được nữa. Đây, mặt đằng trước của nó đây, thiết kế rất là sang trọng và bắt mắt cho mọi người, theo mô phỏng theo kiểu đối xứng được chưa. Đây, ở đây thì sẽ bao gồm bên bên trái của mọi người thì sẽ là nút đầu vào, các cổng chọn đầu vào cho em đấy, AUX, tape này, tuner, MD, CD này, các cổng đầu vào, input đấy ạ. Bên phải thì sẽ là volume nha các bác nhá. Ở bên dưới của nó đây cũng thiết kế theo kiểu là đối xứng, đây hai nút to bên ngoài, hai nút nhỏ và một nút ở giữa. Đây thì sẽ là bao gồm lúc bờ lăng là loa cân bằng loa đấy, mọi người thấy không, âm ly nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà lại có cả nút cân bằng loa, là mọi người biết là nó phải phải thuộc mức độ như thế nào thì mới có được cái điều đấy nhá. Bên này thì sẽ là nút tuning điều chỉnh dò đáy ạ, đấy đáy FM AM, và ba cái nút ở giữa đó chính là các nút điều chỉnh loud, mid và high đấy, tức là đường bass, đường trung và đường test như các bác nhé. Thông thường thì mọi người thấy nó sẽ khác biệt cái gì ạ? Nếu như một chiếc âm ly mà có điều chỉnh bình thường thì nó sẽ chỉ có là đường bass và đường test thôi đúng không ạ? Đây có cả đường mid là đường trung này, tức là đầy đủ ba đường cho mọi người luôn. Các bác thích nghe trung nhiều, mọi người tăng trung cho em, thích nghe bass nhiều, test nhiều đấy thì mọi người tăng lên, còn không thích nghe thì mọi người giảm xuống. Nó rất là tiện cho mình đúng không ạ? Đấy. Bình thường ra thì mình sẽ chỉ điều chỉnh được bass và test thôi, trung thì mặc định cho mọi người luôn rồi, nhưng con này thì đa di năng nhá, trung cũng chỉnh được hết, không có gì là khó với cả em nó. Một cái cục công suất trông nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà rất là nặng nha các bác nhá. Đây phía đằng sau của công suất đây, đầy đủ hết cho mọi người. Đấy, bên này thì sẽ là anten để gắn vào để nghe đài FM được chưa ạ? Cổng kết nối nghe điện thoại đấy, kết nối loa phía đằng dưới. Ở đây thì nó sẽ có kiểu đây sẽ là thớt rời ấy. Nếu các bác có những cái thớt riêng thì mọi người thể kết vào đấy, còn nếu không mình sử dụng nguyên như thế này cũng được. Cục Bioner R99 được sản xuất tại Nhật kìa, made in Japan đấy, sử dụng điện 100V, công suất của cục là 120W nha các bác nhá. Đây mọi người thấy không, AC thì 100V kìa đấy, 120W luôn đó, cục nhỏ như vậy nhưng mà công suất của nó rất là lớn đúng không ạ? Đấy, ai nghĩ mà nó có thể đảm đương là công suất 120W đâu. Kích thước chi tiết của cái thớt công suất thớt âm ly này nhá, ngang của nó là 21,5 cm được chưa ạ? Chiều sâu của âm ly ở đây thì sẽ là 30. Đấy, 30 này, đây các anh nhìn không ạ? Và chiều cao của nó là 11 cm. Đấy là kích thước chi tiết của cái thớt âm ly này. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng âm ly kiểu mini đấy, thế đây là nó là size 21 22 20 21,5 đấy, thì các bác có thể bày những cái thớt bên trên lên cũng được, rất là ok. Sau đây thì em sẽ mở luôn nha để các bác nghe luôn chất âm của cái âm ly này. Mọi người đợi em một chút, em sẽ lấy lại cái dây điện thoại. Đây là mất thời gian của mọi người rồi, em vừa phải thay một cái dây khác để nó tốt hơn, cái dây kia như đang bị vấn đề. Đấy. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bể rau trái ngang, đã thương nhau mình sẵn son một lòng một dẫu khổ thế nào. Đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau, lá thu bay rồi đến đông gần tan, giấc mộng sắp thành thì bỗng
Shopee 5 tháng 5 sale chào hè, gì cũng rẻ, hãy thử sản phẩm chỉ từ 1k. Rush sale. Đấy, lúc mà giật mình với quảng cáo ấy. Đây nhá, bờ lăng đây, em sẽ thử luôn cho mọi người. Thua xưa, ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Đấy, bờ lăng luôn, rất là xịn sò nhá. Đấy. Đón đưa em về nhà. Đấy, hai loa này. Đấy, một loa này. Ngày đầu của nhau hương sắc. Đấy, canh có nghe rõ không ạ? Đấy, được chưa? Đây là bát này, em sẽ giảm bát này. Ngày nay người đành bỏ em canh vắng bờ vô sầu đau. Đấy, bát rất là chắc nhá. Bỏ em quên phố ta yêu lần đầu. Đấy, em giảm hết bát đi rồi đúng không ạ? Bây giờ đến chung này. Đấy, khi giảm cả chung nữa nghe tiếng rất là khác đúng không ạ? Tăng chung này. Đấy, bây giờ là chỉ còn chung và tép ấy. Anh biết không anh, em khổ. Đấy, giảm chung xuống là cái bây giờ là chỉ còn cái tiếng tép tí tách thôi, không còn chung nữa đúng không ạ? Đây tép đây. Bây giờ giảm hết tép này. Đấy, tăng tép này. Chung này. Còn lại đống cho bát này. Đấy, em thật mọi người nó quá là xịn luôn. Đấy, điều chỉnh được cả bát, cả chung, cả tép nữa thì còn gì tuyệt vời bằng đúng không ạ? Cùng này thì em sẽ để cho mọi người giá là 1.800.000 nha các bác nhá. Đấy. Quá là rẻ luôn, bằng so với cả mấy cái cục công suất bình thường. Đấy, mà có điều chỉnh bát tép riêng thôi. Còn con này thì có cả chung nữa, rất là xịn sò cho mọi người. Mà quan trọng hơn là công suất của nó rất là lớn, 120W nha các bác nhá. Em khẳng định mọi người là không có cục công suất này như thế này nữa đâu. Bởi vì bình thường những cái cục kia thì nó chỉ rơi vào khoảng là 70W là cao rồi. Cao lắm là cũng là đến 90W là cao. Đấy, con này lên đến 120W cơ các bạn. Đấy, bác nào lấy thì báo em nhé. Số điện thoại bên em là 0966 594 81. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo nhé.